Sóng biển xin chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, vạn sự bình an cuối tuần, dồi dào sức khỏe. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2022, thì Sóng biển đang ở nhà, vừa bước trong nhà Sóng biển mới bước ra, và mời cả nhà cùng Sóng biển chúng ta cùng nhau đi làm nha cả nhà. Đây cái hồng bên nè, mời cả nhà cùng Sóng biển đi làm ha. Thì mình chúng ta trên đường đi làm thì có gì hay ông à, xin cả nhà bỏ cho Sóng biển nha. Bữa nay nó mọc tùm lum hết trơn rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nó rất là mọc tùm lum hết trơn hết trời. Sóng biển xin chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, an tâm và an lạc. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, ngày chủ nhật. Sóng biển chúc cả nhà được vạn sự bình an trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi làm nha cả nhà, rồi cả nhà cùng Sóng biển cùng nhau đi đến chỗ làm nha. Hôm nay cái khu bên đó cái này nó mọc thêm một mớ nữa rồi cả nhà. Đây tính như thế cả nhà, có mấy con bồ câu nó đang ăn đây. Rất là bồ câu, rất là dạng nha cả nhà. Sóng biển lấy qua cho cả nhà coi đó, nó đang ăn nha. Rồi cả nhà thấy bồ câu đang ăn không? Thì trời bây giờ thì cả nhà biết không, trời rất là trở lạnh rồi, mưa thì là trời. Sóng biển mà quay lúc nào đã lúc mấy. Bây giờ mời cả nhà cùng Sóng biển bước chân đi làm nha. Thì hàng ngày Sóng biển thì có bao nhiêu đó thôi, mở mắt lên thì chúng ta phải đi làm. Đây, những cái cây, những cái cây ở gần thứ ba, ở gần nhà Sóng biển. Cây này ở bên Việt Nam mình không biết có không nha cả nhà. Cả nhà cầm lên nha, không cho mình biết nha. Cái cây này nè, nó cây này thì ở đây thì nó sống bằng mùa đông nha cả nhà, nó chỗ bông rồi nè. Cả nhà thấy nó sống bằng mùa đông không, nó chỗ bông rồi nè. Không biết bên nhà Việt Nam mình có không cả nhà ha. Cả nhà cầm lên cho Sóng biển nha. Nó sổ bông rồi, mốt nó ra trái. Bây giờ chúng ta quay cả nhà thấy không, nó có trái rồi đó cả nhà, nó có trái thì trái nó đã vàng vàng á, nó có bông rồi, nó có trái, nó cũng ngọ ngọ ngỉnh ngỉnh thôi. Ra Sóng biển quay cho cả nhà coi, nó có trái rồi, không được trái này không biết ăn cả, có ăn được không, Sóng biển không dám ăn nha. Vài bữa nay nó cho trái nó nhiều rồi, Sóng biển sẽ quay cho cả nhà coi. Giờ bông trái nó có rồi, giờ mời cả nhà cùng Sóng biển đi ha. Nó có trái rồi, wow, phun cái cây bên đây trái như mới nhiều nè cả nhà. Oh wow, cả nhà ơi, trái cherry cả nhà ơi, giống như trái cherry vậy. Wow, ơi trái đẹp quá. Nè, nó có trái quá trời luôn rồi cả nhà. Ơi trái nó cho nó quá trời luôn, không biết có ăn được. Ở đây cây này nó, thế bữa nay Sóng biển không có đi ngang đây, hôm nay Sóng biển đi ngang cái trái này nè. Wow, thì ở đây mình tâm sự một chút xíu luôn nha cả nhà. Ở trái này cả nhà, cái trái này cả nhà thấy không, chúng ta phải lấy gần. Sóng biển sẽ quay cho cả nhà coi ha. Đây, đây là một trái nè cả nhà. Để Sóng biển cho cái xa nè. Đây, nó có cái trái nè. Cái trái này
trái nó đầy hết chưa. Không biết sẽ quay cho cả nhà coi ha. Đây, cả nhà có trái không? Thấy không, trái nó nhỏ nhiều quá trời luôn. Không biết à, cái cây này gọi bằng kêu bằng cái cây gì không, nó giống như tựa tựa trái sầu rồi vậy cả nhà. Quá trời trái luôn, mùa đông nó mấy chỗ không nha, chỉ về nhìn Phú Mỹ mới biết á, lúc trước Phú Mỹ đâu biết đâu. Cả nhà thấy không, rất là đẹp ha. Cái gì cả nhà cho ý kiến nha cả nhà ơi, anh cụm đang trên sóng biển nha. Trời ơi, để vài bữa trên sóng biển đi hái ở đây mình coi thì mình coi được cái bông, những cái bông nè. Rồi sóng biển sẽ quay cho cả nhà coi những cái bông, rồi vài ngày nữa sóng biển sẽ quay cho cả nhà coi ha. Ok, giờ chúng ta quay những cái đường ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi những cái đường này. Những cái cây bông rất đẹp nha cả nhà. Cua ghế trái. Thì á, cái gì cũng vậy nha cả nhà. Mùa thu rồi, mưa gió lạnh rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm nha cả nhà. Bây giờ mình nãy giờ mình quay bông ha, bây giờ mình ngoài cái nhà cùng xuống biển đi ra tiệm. Những con đường nay chủ nhật mà xe quá trời luôn cả nhà, nay chủ nhật mà rất là có xe nha. Đó thì mình nói về câu chuyện của gia đình bất ổn đi, trọng súng đi, tánh nào tật nấy à cả nhà, nó không bỏ được cái tánh tình của nó. Nó làm cho những người mà người ta mạnh thường quân này nọ phiền gì nó. Chúng ta nói á, mình đừng có nghĩ là mình làm vậy đồng tiền của mạnh thường quân rồi mình đem ra rồi mình lợi dụng rồi mình ăn sống để dựa dẫm vào mạnh thường quân, mình ăn có mạnh thường quân, mình ăn mình không có trả được. Mình giống như mình dai mà, mình dai mình không trả. Tiếp sau mình hả? Thành một cái người ăn mày, ăn xin. Chứ không có giỡn mặt lòng này cả nhà. Ta nói ngày xưa sống biển đó, ngày xưa đi. Có tuổi sống biển rồi, có tuổi các cô các chú không có mạnh thường quân rồi cũng sống được vậy. Mà lúc giải phóng vô á, lúc giải phóng thì sống biển mới có 9 tuổi cái nhiêu, rồi mình cũng vẫn sống được vậy. Giờ mà ba mẹ mình cũng nuôi mình được vậy, đúng không? Ba mẹ mình cũng nuôi mình được vậy, cũng cho mình đó hả, không có điều kiện cho mình đi học nhiều thôi. Chứ người ta cũng nuôi ra, ai cũng có cái cuộc trà sống. Bây giờ thời buổi 4.0 rồi mà hả, dựa dẫm vào mạnh thường quân, ăn có mạnh thường quân rồi nói chuyện sốc nói cái này nọ. Nhiều người nói nó kiếp trước thôi chắc nó làm gì chuyện tốt, kiếp này mạnh thường quân mới giúp nó, không có đâu. Chứ sao nó ăn mài bây giờ vậy, tại vì nó mượn cái tiền của mạnh thường quân nó ăn. Ví dụ nó lấy tiền mạnh thường quân giúp đỡ cho nó, cũng như nó thiếu nợ đó, nó thiếu nợ rồi chứ sao nó phải trả, chứ sao nó không trả được rồi nó phải làm tôi làm mợ, nó phải ăn mài ăn xin rồi. Chứ không phải mày giỡn mặt đâu, cái gì nó cũng phải có cái kiếp, có cái duyên, cái nợ
có cái ấm ấy hết trơn á. Chứ không phải mà cả nhà đừng có nghĩ là không có dây có chải nha, có kiếp có dây có chải hết á. Kiếp này mình dây mình mà mình nợ người ta, kiếp sau mình đó mình nói hả, đừng có nói mình không trả. Cái gì nó có cái duyên, cái nợ, cái số, có kiếp hết á. Đừng có nói mà cái gia đình bất ổn trọng súng này á, nó lợi dụng con cái nó để nó ăn tiền của Mạnh Thường Quân thôi. Bây giờ hôm nay không biết là trời đông dưới không biết, trời lạnh chứ. Đi đang trên đi trên đường đi ra tỉnh, quay được như mình quay. Tại vì mình không dán vô trong mấy cái chỗ nào mình quay nó dính bản quyền á, mình không dán vô. Mình quay mình đi ra đường mình quay thôi. Đi trên đường mình đi làm mình quay được cái gì mình quay nha cả nhà. Cả nhà. Cả nhà mình có không? Mình qua sóng biển nó quay được cái gì sóng biển quay nha. Mình quay có lẽ có clip cho cả nhà coi. Quá trời xe. Em không biết chủ nhật mà không có ai thay đàn gì chủ nhật mà kẹt xe dưới vậy không biết nữa. Cả nhà thấy không? Cái này chủ nhật mà rất là kẹt xe. Kẹt xe quá trời kẹt xe luôn. Không biết chuyện gì ở ngoài khi quay hay gì á mà kẹt xe. Không biết ngoài cái dàn xe kẹt cho cả nhà coi nha. Quá trời kẹt xe luôn à. Không biết cái là đường sáng nay mà ít chân ấy quá trời luôn. Đây chúng ta cùng nhau đi ra tiệm à, xe nó kẹt kìa. Ồ, nó kẹt dài dài luôn. Nó kẹt xe mà hôm nay là không biết có chuyện gì đâu mà nó kẹt dưới không biết luôn. À, quá trời kẹt xe, cả nhà thấy không? Rất là kẹt xe. Kẹt xe cứ nhiều giật chiều. Mà đường ở trong mà nó còn kẹt vậy khi quay chắc nó được đầy hết rồi cả nhà ơi. Đường ở trong mà đường nào cũng bị kẹt hết. Không biết là một quá trời không biết nữa. Cái nhà ở Việt Nam coi mà cái này con đường của sóng biển đi làm nó kẹt xe như thế này nè. Cái nhà thấy không, rất là kẹt xe nha. Bây giờ mà sóng biển dễ